Đầu xuân năm mới em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý khách hàng và quý anh chị. Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và em cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như là xem từng cái video của em trên kênh YouTube này trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới, em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các khách hàng đã xem và đăng ký cái kênh của em có được một cái cơ hội để mà sở hữu được cái dòng sản phẩm chủ đạo trên kênh của em, đó là dòng sản phẩm xe khách GAT đến từ Nga. Và cái phiên bản xe khách GAT ở năm 2023 này sẽ có rất là nhiều chương trình hấp dẫn dành cho quý khách hàng. Thì mọi người hãy xem rõ hết video của em để có thể biết thêm được những cái phần quà hấp dẫn ở trong đầu năm này nhé. Trước tiên đi vào những cái phần khuyến mại ở đầu năm thì em xin phép là giới thiệu qua một chút để cho những khách hàng nào mà đã chưa biết đến cái sản phẩm xe GAT của Nga này thì sẽ có thêm một vài cái thông tin hữu ích để có thể là tham khảo thêm. Thì đầu tiên em phải nhắc đến đó là về thương hiệu của xe. Thì đây là một cái sản phẩm xe khách 17-20 chỗ, có cả phiên bản 17 và cả phiên bản 20 chỗ nhá. Và nó có thương hiệu đến từ Liên bang Nga. Ở trước đây ấy, cái phiên bản đầu tiên về thị trường Việt Nam của chúng ta sẽ là những cái phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc, có nghĩa là nhập toàn bộ cái phần xe về. Nhưng mà từ cuối năm 2022 và sang 23, 24, 25 trở đi thì nó sẽ chỉ còn xe lắp ráp, và lắp ráp theo dạng SKD, lắp ráp theo dạng cao cấp nhất hiện nay trên thị trường có. Mọi người hình dung lắp ráp SKD có nghĩa là lắp ráp theo dạng từ sassi và cái phần khoang hành khách là sẽ nhập khẩu nguyên cục về, sau đó là sẽ ghép lại với nhau thông qua những cái mối ghép bằng ốc này hoặc bằng bất kỳ một cái hình thức liên kết nào khác để tạo lên cái sản phẩm xe như thế này. Và nó chỉ nội địa hóa một chút về những cái phần như là hàng ghế này là sẽ lắp tại Việt Nam, còn đấu động cơ này, hộp số này, rồi là hệ thống cầu các thứ là đã lắp sẵn ở bên nước ngoài hết rồi, cho nên là có thể nói đây là một phiên bản xe nhập khẩu chưa hoàn hảo một chút. Và cái dòng sản phẩm xe GAT của Nga này hiện tại nó đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hai cái dòng sản phẩm quá là quen thuộc trên thị trường Việt Nam, đó là dòng sản phẩm Ford Transit 16 chỗ và Solarity 16 chỗ. Và GAT này thì nó đem đến thị trường Việt Nam tận hai phiên bản cơ, một là phiên bản 17 chỗ và hai là phiên bản 20 chỗ, cho khách hàng có thể là lựa chọn nó dễ dàng hơn ở những cái cung đường khác nhau, những cái mục đích chở khách nó cũng khác nhau đó. Và đặc biệt đó là về phần giá thành thì hiện tại GAT nó được đánh giá là một trong những cái phiên bản xe có cái mức giá để mà đầu tư sinh lời nó nhanh hồi vốn nhất. Bởi vì sao? Xe Ford Transit hiện tại thì chúng ta sẽ phải đầu tư một khoản tiền, nó rơi vào khoảng tầm gần 900 triệu. Và Solarity thì quá đắt rồi, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ mốt thì mới sẽ có được một chiếc xe hoàn hảo để mà di chuyển. Còn riêng với cả GAT này thì phiên bản xe 16 chỗ giá cực kỳ rẻ luôn, đăng ký đăng kiểm lăn bánh xong xuôi nó chỉ rơi vào tầm 800, hơn 800 triệu một chút. Còn phiên bản 20 chỗ nó sẽ đắt hơn khoảng tầm 100 đến 130 triệu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 900 đến 930 triệu là đã có thể là đăng ký đăng kiểm lăn bánh xong xuôi rồi. Và mọi người có thể nhìn thấy là về phiên bản xe khách GAT của Nga này thì nó có một cái thiết kế nó cao to rộng rãi giống y xì như dòng xe Solarity, nhưng giá thành của nó thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với cả Solarity. Chính vì thế mà nói là chiếc xe này là một trong những cái lựa chọn hàng đầu ở trong phân khúc xe tải 16 đến 20 chỗ, đầu tư sinh lời nhanh, nhanh hồi vốn. Một cái đặc điểm quan trọng nữa trên cái dòng sản phẩm xe khách GAT của Nga này mà bất kỳ dòng xe khách Lào trên thị trường Việt Nam nó cũng đều không có, đó là hệ thống phía đằng sau, cầu đằng sau này nó sẽ là hệ thống lốp đôi. Nó mọi người có thể thấy đây, một cái hệ thống lốp đôi giúp chúng ta khi mà vào những cái khúc cua này hay là đi trên những cái con đường nó có cái độ sóc, độ bám không được tốt ấy thì nó sẽ tăng được cái khả năng bám đường là cái thứ nhất này. Và cái tác dụng thứ hai, nó sẽ làm ổn định cái phần thân xe cũng như là cái khoang hành khách phía bên trên để làm sao cho khách hàng khi mà ngồi trên chiếc xe này sẽ có một cái trải nghiệm tuyệt vời. Kết hợp theo đó, đó là nó còn được trang bị thêm cả hệ thống thay cân bằng ngang, thay cân bằng dọc, giúp xe sẽ có được một cái độ chắc chắn, độ vững chãi khi mà di chuyển vào những cái khúc cua cũng như là những cái đường trơn trượt thì nó sẽ không bị văng xe giống như những cái dòng Ford Transit hay là Solarity chạy ở tốc độ cao. Với hệ thống bảo hành thì khỏi phải bàn rồi, hiện tại cái dòng sản phẩm xe khách GAT của Nga này đang được bảo hành về mặt khung gầm lên đến là 8 năm, còn về phần động cơ hộp số sẽ là 3 năm hoặc là 150.000 km, một trong những cái thời hạn bảo hành có thể nói là cao nhất ở thời điểm hiện tại. Còn về khối động cơ thì sao? Chiếc xe khách GAT của Nga này hiện tại nó đang được cái trang bị cái khối động cơ Cummins dung tích 2.8cc đạt công nghệ khí thải Euro 5 trên cả hai phiên bản xe GAT 17 và GAT 20 đều sử dụng chung một cái cục máy này. Và cái động cơ Cummins này thì nó sẽ sản sinh ra một cái công suất tối đa là 140 PS tại cái vòng tua là 2005 đến 2006. Và
có một cái nhược điểm ở cái động cơ Cummins này, đó là cái về cái phần hệ thống tiếng ồn của nó sẽ hơi cao. Nhưng mà ở cái đời 2023 này nó đã lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5 rồi, nên là cái tiếng ồn động cơ nó cũng giảm đi khá là nhiều, và cái khả năng để mà nói là về tiết kiệm nhiên liệu nó cũng đã được tối ưu rất là nhiều rồi. Hiện tại thì 100 km cả phiên bản 17 và phiên bản 20 nó sẽ anh vào khoảng tầm 10,5 cho đến 11 lít trên 100 km, đó là có chở khách hàng và full điều hòa. Về hệ thống tiện nghi thì GAT được trang bị những cái thiết bị rất là tiện nghi. Ngoài những cái trang thiết bị như là kính chỉnh điện này, vô lăng trợ lực lái điện này, điều hòa chiều này, có sẵn màn hình trên xe này, có cả hệ thống gương chỉnh điện luôn. Thì trên cái sản phẩm xe GAT của Nga này nó cũng được trang bị thêm một cái hệ thống nữa mà những cái dòng sản phẩm Ford Transit và Solarity nó chưa có, đó là hệ thống Cruise Control, ga tự động. Giúp chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm lái ở trên những cái cung đường cao tốc nó sẽ nhàn chân hơn. Chúng ta sẽ không phải thường xuyên chú ý vào cái chân ga. Khi đạt được cái ngưỡng tốc độ nào đó rồi thì chúng ta sẽ kích hoạt ngay cái hệ thống Cruise Control này lên, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ rất là nhàn chân, sẽ không phải giữ chân ga nữa. Vừa rồi là một vài những cái đặc điểm nổi trội trên cái dòng sản phẩm xe khách GAT của Nga này. Đó thì tôi đã vừa kể cho khách hàng nào mà chưa quan tâm, chưa biết đến cái sản phẩm xe GAT này thì sẽ có một vài cái thông tin cơ bản về xe. Đó, còn mọi người mà muốn tham khảo kỹ hơn, muốn tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm xe GAT của Nga này thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số online ở dưới góc màn hình. Và ngay bây giờ thì em sẽ xin phép đi vào cái chương trình khuyến mãi đợt đầu năm 2023. Đầu năm mới 2023, Autotino sẽ có một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn dành cho khách hàng. Đó là một cái chương trình trị giá lên đến là 39 triệu đồng dành cho khách hàng nào đặt cọc từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 8 Tết âm lịch. Đó, đây là một cái chương trình cực kỳ hấp dẫn đối với khách hàng nào mà đã tham khảo qua về cái sản phẩm xe GAT này rồi, thì lần này chúng ta sẽ được khuyến mãi lên đến 39 triệu đồng. Đây là một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn mà chỉ áp dụng trong đợt đầu năm 2023 này dành cho khách hàng nào đã tham khảo qua về sản phẩm xe GAT rồi. Chương trình này sẽ có những gì? Thứ nhất là bên Autotino sẽ tặng cho khách hàng một bộ chăm sóc ngoại thất của xe. Chúng em sẽ đánh bóng xe này, sơn phủ la lô toàn bộ xe là cái thứ nhất. Về cái phần gầm thì mặc dù là khung gầm của xe thì rất là chắc chắn rồi, nhưng mà bên Autotino vẫn làm thêm một cái phần nữa, đó là sơn phủ toàn bộ cái phần gầm để làm sao cho nó sẽ có cái độ bền được nâng lên cao nhất, để làm sao cho khách hàng khi mà sử dụng sản phẩm xe này thì sẽ có được một cái độ yên tâm và tin tưởng nhất về cái sản phẩm xe. Và tổng cái gói khuyến mãi này nó lên đến là 22 triệu, còn 17 triệu còn lại thì nó sẽ là cái gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay bây giờ. Gói khuyến mại tiếp theo đó là về cái phần hệ thống cửa của xe. Thì như mọi người biết đấy là GAT ấy nó có một cái hệ thống cửa 100% làm bằng chìa khóa cơ. Và chính vì thế mà Autotino đã nghiên cứu và đã tìm được một cái hệ thống cửa điện trị giá là 11 triệu và sẽ tặng chung cho khách hàng. Và đối với cả cái hệ thống cửa điện này thì chúng ta sẽ có hai chức năng. Một là cái phần cánh cửa ở phía bên này nó sẽ được chỉnh bằng điện, và cái điều thứ hai đó là toàn bộ các cái phần khóa cửa ở những phần cánh cửa phía bên cạnh này cũng như là phía đằng sau này nó cũng sẽ là có khóa trung tâm. Đó, và cái khóa điện này thì chỉ riêng Autotino thì mới có thể là cung cấp được cho khách hàng. Và cái khóa điện này hiện tại giá trên thị trường của nó đang là 11 triệu. Và cái gói khuyến mại thứ ba đó là về trên nội thất của chiếc xe GAT này. Thì như khách hàng nào mà đã có tham khảo qua thì nguyên bản của xe nó sẽ không có màn hình Android, nó chỉ có một cái màn hình zin theo xe thôi. Và chúng em sẽ tặng thêm cho khách hàng một cái màn hình OLED như thế này. Đây là một cái màn hình với cái kích thước là 7,5 inch, và màn hình này thì có tích hợp sẵn camera trước, camera sau và cảm biến thì chúng ta sẽ sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường. Và với cái màn hình này thì chúng ta có thể là lắp thẻ nhớ vào, chúng em sẽ khuyến mại đến khách hàng cả về cái phần SIM và thẻ nhớ luôn. Và giá thành trên thị trường của cái màn hình này nó đang là 6 triệu đồng rồi. Đó là gói khuyến mại của Autotino trong cái dịp là từ mùng 1 cho đến mùng 8 Tết. Nếu khách hàng nào đặt cọc và lấy xe thì sẽ được nhận ngay gói khuyến mại tổng trị giá lên đến là 39 triệu đồng như vậy. Và em xin nhắc lại một lần nữa, đó là thứ nhất là khuyến mại gói bảo hành ngoại thất của xe, bao gồm là sơn bóng này, sơn phủ la lô toàn xe này và sơn phủ gầm chống nước. Và gói này hiện tại đang là trị giá là 22 triệu. Thứ hai sẽ là khuyến mại cho khách hàng một chiếc khóa điện trung tâm, khóa cửa điện trung tâm. Và chiếc khóa này thì như em nói là nó sẽ có cả khóa trung tâm cho tất cả cánh cửa xe luôn. Chúng ta sẽ có được một cái chiếc xe có được cái độ hoàn thiện cao nhất. Và chiếc khóa điện này trên thị trường đang có giá là 11 triệu. Và cái thứ ba đó là sẽ được tặng thêm một chiếc màn hình OLED 7,5 inch, có cả camera hành trình tiến lùi và có cả thẻ nhớ. Và cái màn hình này thì trên thị trường đang có giá đó là 6 triệu. Và tổng 3 cái gói khuyến mại này đang lên đến là 39 triệu dành cho khách hàng nào đặt cọc và mua xe từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 Tết âm lịch. Và ngoài 3 cái gói khuyến mại đó ra thì nếu khách hàng nào mà có nhu cầu làm thêm về cái phần nội thất này, độ ghế này, làm bật ngả này, làm ốp la răng này, dán kính này, cũng như là làm bất kỳ một chi tiết nào ở trên cái phần xe khách của chúng ta thì chúng ta sẽ được khuyến mãi lên đến là 30%
cái giá trị mà chúng ta làm. Đó, đó là một chương trình ưu đãi rất là lớn dành cho khách hàng nào mà đã tham khảo cái sản phẩm xe gắt của Nga, đặt cọc và mua xe trong đợt từ mùng 1 đến mùng 8 Tết âm lịch của năm 2023. Đó, em xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em. Xin chúc tất cả mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn dặm bình an. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin cảm ơn. Xin chào.